Chào mừng các cô bác, anh chị đến với buổi live stream ngày số 3 trong chuỗi live stream 21 ngày nâng tầm phong cách sống với chủ đề 3 phẩm chất của người thành công. Có bao nhiêu trong số các anh chị đang mong muốn mình có cuộc sống dư dả và thịnh vượng? Mong muốn có một cái sức khỏe tốt, có những mối quan hệ hòa hợp, giàu có về trí tuệ, giàu có về tài chính. Nếu như hiện tại cuộc sống của anh chị có nhiều điều chưa như ý mình mong muốn, thì chúng ta cần thay đổi, cài đặt lại những cái tư duy mới, niềm tin mới, hành động mới, học theo người thành công, người đã có những cái kết quả mà mình mong muốn. Lời đầu tiên, Hằng xin chúc cả nhà luôn tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì Hằng không tuyên truyền về cái tôn giáo hay đạo giáo nào cả, mà Hằng chia sẻ những cái tư duy, kiến thức Hằng được đọc từ những cuốn sách của những cái vĩ nhân trên thế giới, và Hằng học tập từ những người thầy trí tuệ tâm sáng rất là thành công, là những kinh nghiệm trải nghiệm về phát triển bản thân, kinh nghiệm về kinh doanh, có những bộ công thức và thầy đã giúp đỡ cho bản thân Hằng cũng như hàng chục nghìn anh chị em thay đổi cuộc sống về mối quan hệ, sức khỏe và tài chính. Và Hằng cũng không nói rằng đúng hay sai, quan trọng là chúng ta ứng dụng có kết quả các anh chị. Và trong ngày số 2 thì Hằng đã chia sẻ về cái cách thiết lập mục tiêu thông minh theo công thức của người thành công. Khi viết ra cái mục tiêu ấy thì cái yếu tố đầu tiên là chúng ta cần có cái lý do đủ lớn, cái khát khao đủ lớn. Ví dụ như mình muốn có dư giả về tài chính để mình cho con của mình có những cái điều kiện học tập tốt nhất, báo hiếu bố mẹ, hay là cho gia đình mình có cuộc sống tốt hơn. Mình muốn mua một chiếc xe hay là muốn làm một ngôi nhà, thì cái lý do khát khao đủ lớn là cái bước đầu tiên để chúng ta thực hiện cái mục tiêu ước mơ của mình. Rồi sau đó chúng ta mới tìm hiểu chúng ta cần có những cái công cụ gì, kỹ năng gì, tư duy gì để thực hiện cái mục tiêu. Ví dụ như là cái mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng, hay mục tiêu 1 năm, hay là 2 năm, 5 năm, 10 năm, hoặc là mục tiêu dài hơn. Và người thành công thì họ luôn có những cái mục tiêu. Nên là chúng ta muốn thành công thì hãy học theo những cái tư duy, những cái thói quen của người thành công. Và mục tiêu thì có hai loại mục tiêu là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn là những cái mục tiêu 30 ngày, mục tiêu tuần, mục tiêu ngày. Và mục tiêu dài hạn thì là những cái mục tiêu một năm, 2 năm, 10 năm hoặc là dài hơn. Và các anh chị có công nhận rằng với những cái suy nghĩ cũ, tư duy cũ, niềm tin cũ, thói quen cũ, hành động cũ thì chúng ta không thể có kết quả mới được. Vậy thì các anh chị có thể chiêm nghiệm lại 5 năm vừa qua, các anh chị đã có những cái thói quen gì, có suy nghĩ gì, hành động gì? Và chúng ta dành thời gian để xây dựng cho cái mục tiêu ước mơ của mình như thế nào. Cái thói quen cũ đó nó ảnh hưởng đến cái sự thành công của chúng ta như thế nào. Anh chị có kết quả gì? Vậy thì có những anh chị nói rằng tôi làm công việc đó 5 năm rồi, 10 năm rồi. Cái công việc đó nó cứ lặp đi lặp lại. Thì chúng ta đã có cái kết quả như thế nào? Và anh chị đã đạt được những cái điều mà mình mong muốn hay chưa? Nếu như làm 10 năm rồi mà anh chị vẫn chưa giàu, thì những cái hành động cũ đó, những suy nghĩ cũ đó, nó không còn hiệu quả nữa. Nó không giúp cho chúng ta thành công. Vậy thì cái công việc đó anh chị làm 10 năm, nhưng không phải là kinh nghiệm 10 năm, mà là kinh nghiệm của 1 năm lặp đi lặp lại 10 lần. Vậy thì
Trong 10 năm trôi qua, anh chị vẫn chưa thành công, chưa đạt được cái điều mình muốn. Thì anh chị hãy cho phép mình thay đổi. Chúng ta cần phải có những cái thói quen mới, suy nghĩ mới, hành động mới, lựa chọn mới, môi trường mới, đối tác mới, học theo những người thành công, những người đã có kết quả mà mình mong muốn. Và có một điều là người thất bại thì họ không làm những cái việc mà người thành công làm. Còn người thành công thì họ không làm những cái việc người thất bại làm. Cái kết quả của chúng ta về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, nó không phải là cái gì ở bên ngoài, mà nó là do cái suy nghĩ, do cái tư duy, nó là cái hành động của chúng ta. Nhưng nhiều người lại nói rằng do thị trường, do nền kinh tế, do chính phủ, do số phận không may, do số của tôi không giàu được, hay là tôi thất bại là do cha mẹ tôi, do con cái, do cuộc đời. Và chúng ta hay đổ lỗi rất là nhiều. Nhưng chúng ta phải biết rằng là tất cả những cái kết quả về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, tất cả nó đến từ những cái thứ ở bên trong. Bên trong của chúng ta, nó là do mình. Nó đến từ cái suy nghĩ, từ cái tư duy của chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải lập trình lại. Chúng ta phải thay đổi. Vì đa số chúng ta đổ lỗi cho bên ngoài quá nhiều. Và hôm nay thì Hằng chia sẻ ngày số 3 là về ba phẩm chất của người thành công. Hằng đã được học từ những người thầy của mình. Và cái phẩm chất đầu tiên là phẩm chất chịu trách nhiệm. Có nhiều người có thể kể ra một loạt các cái lý do tại sao họ không thành công, lý do tại sao họ không có cân nặng như họ mong muốn, lý do tại sao họ không có được mối quan hệ tốt, lý do tại sao họ không có được thành công về tài chính. Nào là do thị trường, nào là do chồng tôi hay vợ tôi, hay là tại các con của tôi còn nhỏ, hay là tại bà thầy bói nữa các anh chị. Nên là tôi không giàu được, nên là tôi không thể phát triển được. Chào bạn Hằng nhé. Xin chào cả nhà. Và tất cả ngoại trừ mình, chúng ta đổ lỗi tại tất cả. Chúng ta có rất nhiều những cái lý do, nhưng lại không có chúng ta ở trong đó. Và các anh chị biết rằng cái kết quả nó đến từ chính chúng ta, chứ không phải là cái gì khác, không phải là bất kỳ một cái gì ở bên ngoài. Và cái điều mà anh chị là một con người thành công hay không thì nó đến từ chính chúng ta, chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng ta phải chịu trách nhiệm 100% về cái cuộc đời của mình. Chịu trách nhiệm cho cái suy nghĩ, cái hành vi, cái thói quen của mình. Vậy thì chúng ta mong muốn có một tương lai của mình trở nên thành công và giàu có một cuộc đời tươi sáng hơn, tuyệt vời hơn, thì nó phụ thuộc vào chính chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta làm gì, chúng ta hành động như thế nào, nó sẽ quyết định cái tương lai của mình. Ví dụ một người có thói quen đọc sách, 2 ngày anh ta đọc một cuốn sách, vậy thì 1 năm anh ta đọc được gần 200 cuốn sách. Và trong vòng 3 năm thì anh ta đọc hơn 500 cuốn sách. Và với một người trong 3 năm thì anh ta không đọc cuốn sách nào. Vậy thì người nào dễ thành công hơn? Ai là người có sự hiểu biết sâu rộng hơn? Ai là người lợi ngôn hơn? Đó là sự khác biệt giữa người thành công và người chưa thành công. Nó đến từ cái tư duy, trí tuệ. Nó đến từ cái thói quen của chúng ta. Và anh chị hãy luôn nhớ rằng
Tôi chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của tôi, chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Không phụ thuộc vào số phận, không phụ thuộc vào hoàn cảnh hay là thầy bói. Chúng ta phải chịu trách nhiệm 100% về cái kết quả của mình. Chịu trách nhiệm về cái suy nghĩ, cái lời nói. Nó giống như chúng ta gieo hạt gai thì chúng ta không thể thu hoạch quả bơ được. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều là một quyết định. Nếu các anh chị hiểu về tiềm thức thì các anh chị sẽ hiểu rất là sâu sắc về cái điều này. À, đến ngày số 4, tức là ngày mai thì Hằng sẽ chia sẻ về sức mạnh tiềm thức là gì. Vậy nếu hôm nay anh chị chưa hài lòng về kết quả của mình, anh chị chưa hài lòng về cái cân nặng của mình chẳng hạn, anh chị đang thừa cân béo phì, một cái body không được đẹp, thay vì chúng ta than trách tại sao tôi lại béo quá, cơ thể của tôi không được đẹp, tại sao tôi lại không được nhiều năng lượng, thì những cái kết quả đó nó đến từ cái thói quen cũ của chúng ta. Người thừa cân béo phì thường là người ta ăn uống không lành mạnh, ăn quá nhiều chất dầu mỡ, nhiều tinh bột, nhiều nước ngọt. Và cái kết quả đó mà anh chị vẫn giữ cái thói quen cũ, ăn uống thoải mái, những cái chất mà cơ thể và tế bào mình không cần, thì chúng ta không thể có một cái body đẹp, khỏe được. Vậy anh chị muốn thay đổi thì chúng ta phải luyện tập ăn uống có kiểm soát calo, ăn uống có kỷ luật hơn để chúng ta có một cơ thể khỏe đẹp. Vậy thì về tài chính thì sao? Cái kết quả của mỗi người đều là do cái thói quen. Ví dụ như cái thói quen mỗi ngày chúng ta tiêu hết 100.000 chẳng hạn, thì 30 ngày chúng ta sẽ tiêu hết 3 triệu. Thay vì như vậy, mỗi ngày chúng ta tiết kiệm 10.000 thôi. 10 ngày là chúng ta đã tiết kiệm được 100.000. 100 ngày chúng ta tiết kiệm được 1 triệu. Đó là một cái thói quen tốt để giúp cho chúng ta trở nên thành công và giàu có. Đó là một trong những cái thói quen của người thành công. Họ luôn tiết kiệm ít nhất là 10% cho quỹ tự do tài chính. Đó là cái quỹ đầu tư cho gia tăng tài sản, đầu tư cho một tương lai huy hoàng. Và Hằng cũng có một cái lọ quỹ tự do tài chính cho các anh chị. Mỗi ngày bỏ vào đây ít nhất một lần. Ít hay nhiều không quan trọng, mà quan trọng là thói quen. Mình muốn thành công thì hãy học theo những người thành công đã có kết quả, chỉ cho mình cái cách. Và Hằng ghi bên ngoài là tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Tôi đang dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lời và đúng đắn. Tiền đến với tôi từ nhiều nguồn, tiền đến với tôi thật dễ dàng. Tôi hài lòng vì những điều tuyệt vời và sự giàu có trong tâm hồn tôi. Đây là những cái câu trong những cái cuốn sách của những vĩ nhân các anh chị. Và cái tài sản ở đây là gì? Tài sản của chúng ta là sức khỏe, là trí tuệ, chứ không chỉ về vật chất. Thực tế có rất nhiều người làm ra rất nhiều tiền, nhưng họ không biết cách quản lý tiền, nên là họ cũng không dư giả, không có dư giả. Vậy nếu trong 5 năm qua, 10 năm vừa qua, anh chị đã làm việc rất là cần mẫn, chăm chỉ mà vẫn chưa thành công, thì chúng ta có nên thay đổi hay không? Nếu như hiện tại thu nhập của anh chị mà chưa như ý mình mong muốn, thì đây là cái lúc mà chúng ta cần thay đổi những cái suy nghĩ mới, những cái tư duy mới, cái cách làm mới, hành động mới, thì chúng ta mới có thể có kết quả mới được. Và cái sự khác biệt giữa con người và các loài động vật khác là con người có một cái quyền năng lớn nhất, đó là quyền được lựa chọn. Chúng ta có quyền lựa chọn dậy sớm tập thể dục, hay là dậy sớm đọc sách, hoặc là dậy sớm phát triển bản thân, học theo người thành công. Chúng ta cũng có quyền lựa chọn ngủ tiếp. Và bạn có quyền lựa chọn ngày hôm nay chúng ta ăn món gì. Mình có quyền lựa chọn nói những cái lời tích cực hay là không tích cực.
nói lời khen ngợi, yêu thương, biết ơn. Chúng ta đều có quyền lựa chọn. Trước đây 2 năm thì Hằng cũng không biết đến cái trí tuệ này. Thì cũng ngủ 6 giờ, hơn 6 giờ mới dậy. Nhưng từ khi biết đến học phát triển bản thân thì mình nhận được rất là nhiều giá trị. Và mình đã thay đổi được rất là nhiều trong mối quan hệ, sức khỏe và tài chính. À, con gái của Hằng từ một đứa trẻ, cũng vì con mà Hằng biết đến cái trí tuệ này. Từ một đứa trẻ mà số đông các bậc cha mẹ chúng ta hay nói rằng do các con bướng bỉnh ấy. Nhưng thực ra khoa học đã chứng minh, đã nghiên cứu về tâm lý con người. Tất cả là do bố mẹ, là do người nuôi dưỡng trẻ. Bố mẹ chính là tấm gương phản chiếu của con. Chúng ta đã chưa có tư duy đúng để dạy con, nên là con không nghe lời. Bởi vì chúng ta cũng chưa bao giờ hiểu con cả, cho nên là mới không kết nối tốt. Và con gái của Hằng đã nói rằng con rất là hạnh phúc và biết ơn khi con được làm con của mẹ. Còn về sức khỏe thì Hằng luôn tràn đầy năng lượng. Mình cảm nhận được những cái hạnh phúc từng ngày trong cuộc sống. Không như trước đây còn hay tập trung vào những cái điều không tích cực. Rồi về những mối quan hệ thì mình hiểu chính bản thân mình hơn. Vì sao cái con người của mình lại như vậy? Hiểu mọi người xung quanh mình hơn. Sống dễ tính hơn. Yêu thương biết ơn nhiều hơn. Nếu các anh chị biết về luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức thì chúng ta tập trung vào cái gì thì mình sẽ thu hút những cái điều đó đến với mình. Các anh chị quan sát những cái người xung quanh mình ấy, mà họ hay tiêu cực, họ không hay họ hay phàn nàn đổ lỗi tại chồng, tại mẹ chồng các thứ ấy, thì họ càng ngày càng nhiều điều phàn nàn hơn. Hằng đã quan sát thấy điều đó rất là nhiều. Nên là chúng ta có quyền lựa chọn. Bởi vì nhiều người nói rằng là làm giàu không dễ, và đúng là như thế thật. Thì chúng ta làm giàu cũng không dễ, mà chúng ta sống trong nghèo khó cũng không dễ. Nhưng có một điều người thành công nói rằng là tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể học được. Học làm bác sĩ, học làm giáo viên, học làm luật sư. Sinh ra có ai đã là một thiên tài đâu, chúng ta có thể học được. Nếu như có người thầy sẵn sàng cầm tay chỉ việc cho chúng ta cái cách làm giàu thì chúng ta cũng có thể làm được. Và cái môi trường của Hằng đang học tập đã có rất rất nhiều người, hàng chục nghìn anh chị em đã thay đổi cuộc sống về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Rất là tuyệt vời các anh chị. Và tất cả những cái kết quả về sức khỏe, mối quan hệ, tài chính của chúng ta nó đều đến từ cái thói quen của mình. Mà thói quen thì nó đến từ suy nghĩ, nó đến từ tư duy. Mà tư duy thì nó là những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của chúng ta từ khi mình sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với ai, chúng ta nghe thấy gì, nhìn thấy gì, được dạy điều gì. Vậy thì bố mẹ của chúng ta, những người xung quanh chúng ta, nếu như họ chưa thành công, thì tất cả những cái kinh nghiệm đó, trải nghiệm đó, nó không giúp cho mình thành công được. Nên là có câu quả táo không thể rơi xa gốc cây táo của anh chị. Và cái sự khác nhau giữa người có thu nhập 20 triệu rồi trên một tháng và cái người có thu nhập 200 triệu trên một tháng, họ có gì khác nhau? Cùng một công việc, cùng một công ty, rồi cùng một thâm niên như nhau, cùng một thời gian như nhau, cùng một sản phẩm, cùng một ngành nghề. Vậy thì tại sao lại có người thu nhập 20 triệu, có người lại thu nhập 200 triệu? Cái thu nhập của họ lại khác nhau như vậy. Có nhiều người sẽ hỏi rằng họ làm gì mà họ kiếm được nhiều tiền như vậy. Điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta làm công việc gì,
mà là ai làm. Cùng một công việc, cùng một sản phẩm, cùng một ví dụ một chai nước lọc, hay là cùng một cái hãng bút bi thôi, hay là cùng một cái hãng điện thoại. Tại sao lại có những người thành công, lại có những cái doanh nghiệp triệu đô? Và không quan trọng là công việc gì mà là ai làm. Không quan trọng chúng ta kinh doanh gì, sản phẩm của chúng ta tốt, nhưng mà chúng ta phải có cái chiến lược. Và quan trọng là cái giá trị của chúng ta. Người thành công họ nói rằng cái điều đầu tiên để thành công trong kinh doanh, đó là cái giá trị của một doanh nhân. Chứ nó không phải đến từ cái cách làm. Có rất nhiều anh chị chăm chỉ, cần mẫn nhưng vẫn chưa giàu. Nhưng lại có những người làm việc nhàn nhã, thảnh thơi, nhưng họ lại có rất nhiều tiền. Đây là những câu nói của người thành công anh chị. Bởi vì cái giá trị của họ trao cho thị trường rất là lớn, nên là họ rất là dễ thành công. Có câu, giá trị của bạn nhận được bằng tư duy gốc rễ của bạn cộng với giá trị bạn trao cho thị trường. Và giàu có, giá trị của chúng ta đến đâu thì tiền chúng ta đến đó. Tầm người bằng tầm tiền. Nên anh chị mong muốn mình thành công thì đầu tiên là cần phải gia tăng cái giá trị về tư duy, về sự hiểu biết, về những cái niềm tin của chúng ta. Những cái niềm tin của chúng ta nó có hỗ trợ cho sự thành công của mình hay không? Và cái giá trị của mình giúp đỡ được bao nhiêu người, giải quyết được vấn đề của họ. Vậy thì chúng ta có những thành công và chúng ta ghi nhận những cái thành công nhỏ để thành công nuôi dưỡng thành công nối tiếp thành công. Giống như chúng ta xây một tòa nhà thì quan trọng là cái nền móng và là cái cốt lõi. Và cái cốt lõi của một con người đó chính là cái giá trị của con người. Vậy nên việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là phải chịu trách nhiệm về cái giá trị của mình. Cái giá trị của mình càng cao thì thị trường sẽ trả công cho ai là người có giá trị cao. Nên là chúng ta hãy làm sao để mình phát triển cái giá trị của mình lên mỗi ngày. Và cái phẩm chất đầu tiên nó rất là quan trọng. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm về cái lời nói, cái suy nghĩ, cái hành động và cái sự lựa chọn, cái kết quả của mình. Và cái phẩm chất thứ hai của người thành công đó là sự kỷ luật. Sự kỷ luật rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự thành công của chúng ta. Kỷ luật là sức mạnh. Vậy thì chúng ta đã thực sự ứng dụng cái sự kỷ luật này chưa? Các anh chị đã làm gì để rèn luyện kỷ luật đối với bản thân mình? Ví dụ như anh chị hôm nay, các anh chị đặt ra cái mục tiêu là chúng ta phải tập thể dục ít nhất là 30 phút thì nó rất là dễ. Nhưng mà để chúng ta kỷ luật duy trì liên tục trong vòng 5 năm hay 10 năm thì nó chúng ta đã thực hiện được hay chưa? Chúng ta phải biến nó trở thành cái thói quen. Khi chúng ta có một cái thói quen, ví dụ như tập thể dục, thì chúng ta sẽ có một cơ thể đẹp, khỏe và tràn đầy năng lượng. Đó chính là cái sự kỷ luật. Hoặc là chúng ta nói là hôm nay chúng ta đọc sách 30 phút hay là đọc sách 50 trang thì nói rất là dễ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta đã duy trì đọc sách trong vòng bao nhiêu lâu? Một ngày, một tuần hay là hai tuần? Hay là một tháng? Hay là vài năm? Đó mới là cái sự kỷ luật, mới là điều quan trọng giúp cho chúng ta thành công. Và những người chưa thành công ấy thì họ thường tôi hứng thú thì tôi mới làm thì không thể dễ thành công được.
Xin chào chị Trịnh Lệ, xin chào bạn Hằng, xin chào cả nhà. Hôm nay Hằng đang chia sẻ cái chuỗi livestream 21 ngày nâng tầm phong cách sống mà Hằng được học tập từ những người thầy rất là thành công. Hằng đang tham gia trong một câu lạc bộ và Hằng cũng mong muốn là được chia sẻ, vì Hằng biết rằng chia sẻ lại thì mình sẽ nhớ nhiều hơn, nên là Hằng cũng phải ghi chép lại để chia sẻ. Nên là cảm ơn các anh chị đã theo dõi Hằng chia sẻ ngày hôm nay. Và cái động lực là cái mà nó giúp cho chúng ta bắt đầu, nhưng mà sự kỷ luật nó mới giúp cho chúng ta. Vậy thì một người thừa cân béo phì, anh ta bắt đầu thay đổi chế độ ăn, thay đổi chế độ uống, ăn uống những cái thứ tốt cho sức khỏe, không ăn những thức ăn nhiều chất béo nữa, không ăn những cái đồ chiên nướng và chuyển sang ăn đồ hấp luộc, lựa chọn ăn những cái đồ tốt. Vậy thì theo anh chị làm một ngày thì có thể thay đổi được hay không? Và nếu như anh chị giữ một cái thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục liên tục trong vòng 30 ngày thì anh chị sẽ thay đổi được cái body khỏe đẹp, năng lượng hơn. Và nếu mà kiên trì trong 3 ngày đó, 30 ngày đó mà chúng ta không duy trì tiếp thì chúng ta lại quay lại cái thói quen cũ và chúng ta lại có kết quả cũ là thừa cân béo phì. Vậy thì cái mục tiêu của chúng ta không phải là giảm cân, mà cái điều chúng ta mong muốn là cái con người chúng ta muốn trở thành, đó là một người khỏe mạnh, một người có body đẹp, luôn tràn đầy năng lượng, có những cái thói quen tốt cho sức khỏe, có lối sống tốt. Vậy thì chúng ta chỉ tập trung vào cái kết quả mình muốn, tập trung vào cái con người chúng ta muốn trở thành. Vậy thì chúng ta cần phải lặp đi lặp lại những cái thói quen tốt trong một thời gian dài và liên tục mãi mãi, rèn luyện sự kỷ luật. Ví dụ như về tài chính thì có nhiều anh chị học phát triển bản thân, tham gia được mấy tháng có đạt được kết quả như mình mong muốn, xong họ lại không rèn luyện nữa thì họ lại trở về cái kết quả cũ. Và Hằng cũng đang tham gia một câu lạc bộ hàng ngày rèn luyện với những người thầy thành công, trí tuệ, tâm sáng, tầm nhìn lớn, và có một cái môi trường luôn có những con người tích cực, yêu thương, biết ơn. Và cái môi trường thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến sự thành công của chúng ta. Giống như là chúng ta cầm một cái ngọn đuốc mà ném xuống một cái hồ thì nó sẽ bị tắt ngay. Thế nhưng nếu chúng ta cầm một cái thanh củi ướt mà ném vào một cái đống củi đang cháy rất là to thì chắc chắn nó sẽ cháy. Nên là cái môi trường rất là quan trọng để giúp cho chúng ta rèn luyện sự kỷ luật, gia tăng giá trị bản thân. Kỷ luật cái việc đọc sách, kỷ luật cái việc học phát triển bản thân, kỷ luật việc ăn đúng uống đủ, vận động hợp lý, kỷ luật suy nghĩ tích cực liên tục mỗi ngày. Đó là cái phẩm chất thứ hai của người thành công là kỷ luật. Và cái phẩm chất thứ ba của người thành công là tập trung vào điều tích cực, luôn tập trung vào cái tầm nhìn tương lai tích cực, luôn tập trung vào điều tích cực. Đây là cái yếu tố ảnh hưởng đến cái kết quả của chúng ta. Sự tích cực ở đây có thể xem như là cái tâm lý. Anh chị có công nhận rằng khi cái tâm lý của chúng ta ấy, nó không tốt thì chúng ta làm việc nó sẽ không hiệu quả. Ví dụ như tâm lý của chúng ta đang không vui mà nghe thấy một lũ trẻ nó chơi đùa ấy, thì chúng ta cũng cảm thấy ồn ào và cảm thấy khó chịu. Thế nhưng nếu mà chúng ta đang vui thì mình sẽ thấy rất là hạnh phúc, rất là vui, thấy bọn trẻ rất là đáng yêu và khiến chúng ta còn muốn chơi với chúng luôn. Hay là khi chúng ta đang không vui mà có ai đó làm một cái điều gì mà không đúng với cái ý của mình ấy, thì mình cũng không dễ tha thứ cho họ, mà còn có thể có những cái hành vi
thiên hướng không tốt với họ. Nên là khi chúng ta vui vẻ, bình an, tích cực, thì lỡ có ai mắc lỗi với mình ấy, thì mình cũng dễ tha thứ hơn. Đó là cái phẩm chất thứ ba, luôn tập trung vào điều tích cực. Vậy nên dù có bất cứ chuyện gì đến với mình thì hãy luôn tìm ra những cái điều tích cực, thay đổi góc nhìn. Nếu nó chưa đúng ý của mình thì hãy luôn ý thức làm chủ thái độ, làm chủ cái tâm thức của mình, làm chủ cái tinh thần, làm chủ cảm xúc của chúng ta. Bởi vì cái giá trị của chúng ta nó quan trọng hơn là cái yếu tố bên ngoài. Vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta giữ được cái sự tích cực, làm chủ cái cảm xúc của mình, sẽ thu hút những cái con người tích cực đến với mình. Vì các anh chị biết về luật hấp dẫn, thì bên trong như nào, bên ngoài thế ấy. Chúng ta tập trung vào điều tích cực thì chúng ta sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp đến với mình. Và trong mọi tình huống trong cuộc sống, Hằng thấy rằng là luôn có những cái điều tích cực. Chỉ có điều chúng ta có đủ cái sự hiểu biết để chúng ta nhận ra nó hay không thôi. Ví dụ như cái việc mà rất nhiều anh chị, bản thân Hằng cũng vậy. Khi mình biết đến cái kiến thức này, chúng ta học phát triển bản thân ấy, thì mình ứng dụng, mình hiểu, mình thấy có kết quả. Thế nhưng mà người thân của mình ấy, họ chưa dễ dàng chấp nhận. Và họ luôn có những cái lời nói làm cho mình không vui, thậm chí là còn tổn thương ấy. Thì thời gian đầu Hằng cũng vậy thôi. Mình cũng không vui và nghĩ rằng họ không hiểu mình, họ không thế này không thế kia. Thế nhưng mà khi càng rèn luyện thì Hằng mới nhận ra rằng mình phải thay đổi góc nhìn là người thân của mình họ đang lo lắng cho mình, họ đang yêu thương mình nên là họ mới nói. Và Hằng có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời là khi Hằng học này, bố Hằng cũng không có ủng hộ, mà thậm chí bố còn dọa là bố lên nhà để bố theo dõi xem Hằng làm những cái gì. Thế nhưng đến bây giờ hai năm thì bố Hằng đã thay đổi. Bố thậm chí là còn theo dõi những cái bài Hằng chia sẻ trên Facebook và bố comment, bố chúc mừng con gái. Và một cái việc vô cùng mà tuyệt vời với Hằng nữa là cả gia đình có mỗi một mình là viên chức thôi. Mình có công ăn việc làm, có lương ổn định thôi. Và Hằng đã biết đến trí tuệ này, Hằng mong muốn mình có thời gian cho gia đình nhiều hơn, có nhiều thời gian để học tập hơn. Thì Hằng đã nghỉ hưu sớm, nghỉ hưu đến 9 tháng sau bố mới biết. Nhưng mà Hằng đã ứng dụng cái kiến thức này, bố rất là bình an. Mặc dù trước đó bố kỳ vọng rất nhiều ở mình, bố hiểu cái việc của mình làm nó có giá trị, và bố rất là bình an. Nên là Hằng nhận được rất là nhiều giá trị, nên Hằng mong muốn chia sẻ lại. Nếu mà có anh chị em nào mà đang chưa dễ dàng, ví dụ như trong việc kết nối với con, dẫn dắt con, hay là những cái mối quan hệ vợ chồng mà chưa được hòa hợp, hay là về tài chính cũng mình muốn gia tăng hơn, thì cái môi trường của Hằng học tập có đầy đủ những cái điều đó. Hằng đã hành đang rèn luyện cùng với môi trường câu lạc bộ được hơn một năm nay, rất là tuyệt vời các anh chị. Thì các anh chị có thể cùng tham khảo với Hằng, biết đâu lại nhận được những cái điều tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi Hằng chia sẻ. Và anh chị có công nhận rằng là cái người mà hay than vãn đổ lỗi ấy, những người tiêu cực ấy, là những hay là những cái người mà hung dữ, chúng ta có muốn gần họ hay không? Chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Vì những cái điều đó ấy, nó không giúp cho sự thành công của mình. Những người hay tiêu cực, hay than vãn, hay nói xấu người khác ấy, hay đổ lỗi ấy, thì họ cũng không dễ thành công. Bởi vì cái kết quả đó nó đến từ chính họ. Và ví dụ như các chị em phụ nữ trước đây thì Hằng cũng vậy, nhưng mà từ khi Hằng biết đến kiến thức này thì Hằng đã sửa rất là nhiều. Ví dụ như các chị em mà thỉnh thoảng rảnh là hay ngồi phán xét người khác, nhưng thực sự chúng ta phán xét họ thì họ cũng không nghe thấy đâu. Mà mặc dù người ta có những cái điều đó thật, nhưng mình là người nói ra ấy, thì cái
cái tai của mình ấy, gần cái miệng mình nhất, mình chính là người nghe và mình chính là cái người đang gieo cái hạt đó cho mình. Đó, anh chị quan sát lại xem có đúng như vậy không? Hằng thấy có rất nhiều người nói những cái người khác ấy, cái điểm này không tốt, không thế nọ, không thế kia, thì đến lúc người ta cũng mắc phải y cái điều đó, bởi vì họ không hiểu về tiềm thức, không hiểu về luật hấp dẫn. Nên là thấy mình quá may mắn biết đến cái kiến thức này. Đây là những cái kiến thức của những vĩ nhân, mới có 1% đến 2% dân số trên thế giới biết đến. Nên là Hằng rất là khát khao mong muốn được học tập, được chia sẻ cho nhiều người biết đến cùng ứng dụng. Cho nên là chúng ta hãy tập trung vào những cái điều tích cực, tập trung vào những cái điều mình muốn, tập trung vào suy nghĩ, lời nói, cảm xúc tích cực. Vì làm chủ suy nghĩ, làm chủ cảm xúc là làm chủ cuộc đời. Và có một điều là chúng ta không thể thay đổi được người khác, mà chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình. Ông Jim Jones có nói rằng bạn không thể thay đổi được người khác, nhưng họ có thể thay đổi được chính mình thôi. Không có ai có thể cảm hóa được người khác trừ khi họ quyết định thay đổi. Ví dụ như một con vịt đưa vào cái trại huấn luyện của đại bàng thì nó không thể bay giống đại bàng được. Nên nếu mà có ai khuyên hay góp ý với anh chị điều gì mà anh chị không muốn thay đổi thì anh chị có nghe không? Anh chị có làm theo không? Vậy thì ba cái phẩm chất của người thành công ấy là chịu trách nhiệm 100%. Thứ hai là sự kỷ luật. Thứ ba là cái tâm lý của chúng ta tập trung vào điều tích cực. Người tích cực liên tục phát triển mới có thể giúp chúng ta thành công. Và bản thân Hằng cũng đang trên cái hành trình rèn luyện, học từ những người thầy thành công, là những kinh nghiệm trải nghiệm của thầy hàng ngày chia sẻ. Và thầy mong muốn rằng giúp đỡ được nhiều người biết đến cái kiến thức này, để giúp thầy đã giúp cho hàng chục nghìn anh chị em thay đổi cuộc sống về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Tất cả nó đến từ sự hiểu biết của chúng ta. Và Hằng mong muốn chia sẻ lại, chứ Hằng cũng không nói là nó đúng hay sai. Và quan trọng là chúng ta có kết quả, có sức khỏe tốt, có mối quan hệ hòa hợp và tài chính gia tăng. Một cái môi trường mà luôn tập trung, luôn có những con người tích cực, yêu thương, biết ơn. Những con người khỏe mạnh, hạnh phúc, sống thuận theo quy luật của vũ trụ, thuận theo quy luật nhân quả thì mới có thể giúp cho chúng ta thành công. Và chúng ta rèn luyện để trở thành những người cha, người mẹ thông thái để dẫn dắt cho các con của mình. Và bản thân Hằng thấy rằng không chỉ học cho mình mà còn học cho con mình nữa. Và con gái của Hằng cũng đang bắt đầu học những trí tuệ này. Con rất là hay đọc sách. Đó là những cái điều mà Hằng thấy mình rất là thành công. Thậm chí là còn mong muốn học cho các cháu của mình nữa, các anh chị. Vì mình đã chưa có tư duy đúng, nên là mình mới không kết nối tốt với con. Thì bây giờ mình làm gương, mình học trước, con mình cũng học theo. Thì sau này cháu của mình chắc chắn cũng được yêu thương. Con của mình sẽ là những người cha, người mẹ có trí tuệ. Để chúng ta rèn luyện trở thành những người cha, người mẹ thông thái và có thể rèn luyện trở thành một doanh nhân. Một doanh nhân thành công để giúp cho mình có một cái phiên bản tốt nhất, có những mối quan hệ hòa hợp và bứt phá về tài chính. Nếu như hiện tại các anh chị cũng vẫn đang đi tìm cho mình, đi tìm kiếm những cái cơ hội để giúp cho mình thay đổi một cái điều gì đó tuyệt vời hơn trong cuộc sống, thì các anh chị có thể cùng tham khảo với Hằng, nhắn tin cho Hằng, gửi tặng cho anh chị những cái bộ công thức của người thầy của mình, và có thể rèn luyện mỗi ngày để giúp cho chúng ta thay đổi những cái niềm tin gốc rễ, thay đổi những cái tư duy, những cái thói quen để giúp cho chúng ta có nhiều điều tuyệt vời hơn. Và có câu phúc cho ai chưa thấy mà tin. Tuy nhiên là chúng ta phải có trí tuệ thì chúng ta
chúng ta tin, chúng ta có sự hiểu biết thì chúng ta tin nó mới giúp cho mình thành công. Và Hằng vừa chia sẻ ngày số 3 trong chuỗi livestream 21 ngày nâng tầm phong cách sống. Các anh chị thấy ý nghĩa thì có thể giúp Hằng chia sẻ cho nhiều người biết đến, cùng ứng dụng, cùng học theo người thành công. Và lịch của Hằng là vào 15 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu thì Hằng chia sẻ cái chuỗi livestream 21 ngày này. Các anh chị sắp xếp được thì các anh chị vào cổ vũ cho Hằng nhé. Cảm ơn chị Trịnh Lệ, cảm ơn bạn Hằng, cảm ơn cả nhà. Buổi chia sẻ hôm nay thì Hằng xin kết thúc tại đây. Hằng rất là cảm ơn cả nhà đã nghe Hằng chia sẻ. Chúc các cô bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều những phước lành, thành công nối tiếp thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.